Okay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói về việc là tất cả mọi cơ hội tới với chúng ta ấy, chúng ta đều phải trả một cái giá cho nó và chúng ta đều phải làm để nó trở thành một cái có kết quả. Cơ hội vẫn chỉ là cơ hội mà thôi. Đấy. Nó như kiểu trong việc đá bóng ấy. Các bạn xem đá bóng đúng không? Đấy, người ta bình luận là ôi có cơ hội. Nhưng mà xong cầu thủ đôi khi vẫn sút trượt. Các bạn nhận ra điều đấy không? Đấy, hoặc là các bạn đang có cơ hội thăng tiến lên một cái gì đấy, nhưng các bạn đôi khi vẫn không được thăng tiến. Các bạn đang có cơ hội trở thành một ai đấy, nhưng các bạn cũng không trở thành một ai đâu. Đúng không? Các bạn nhận ra điều đấy không? Đó. Hoặc là đấy, có những người ở đây đang có rất có cơ hội về nhất ABC xong cũng không về nhất. Đấy, đủ ví dụ chưa? Thì ấy, các bạn hiểu là gì? Là cơ hội ấy, nó chỉ là gọi là một cái cánh cửa thôi. Được chưa? Và các bạn phải là người bước vào đó, làm nó và biến nó trở thành một cái gì đấy, biến nó trở thành kết quả, biến nó trở thành sự thật. Được chưa? Đó. Bạn có cơ hội trở thành tổng giám đốc chẳng hạn, bạn không tự nhiên trở thành tổng giám đốc. Được chưa? Bạn phải làm việc để bạn có thể trở thành tổng giám đốc. Các bạn nhận ra điều đấy đúng không? Đó. Thì tại sao có clip này? Ok, ví dụ đấy, tại sao có clip này? Có rất nhiều người tới bây giờ, các bạn biết mình dạy học đúng không? Mình dạy rất nhiều người. Có rất nhiều người, mình cho họ những cái cơ hội, mình chỉ cho họ những cái cơ hội, nhưng họ không làm, họ không chịu làm. Và xong họ vẫn đi và họ hỏi mình những cơ hội mới, trong khi mình đã chỉ cho họ rất nhiều những cơ hội khác rồi. Và họ không làm. Có những người học xong không thèm làm store luôn. Có những học xong không thèm làm ad luôn, không thèm thử chạy ad luôn. Có những người học xong làm tất cả mọi thứ xấu, chạy xong hỏi tại sao không ra đơn. Có những người học xong làm hội nhóm đúng không? Đi share bài đúng không? Share được 10 bài, hỏi tại sao không ra đơn. Nếu mọi thứ nó đơn giản như vậy ấy, thì tất cả chúng ta đều giàu rồi. Được chưa? Nếu mọi thứ mà đơn giản như thế thì tất cả những người đang xem clip này đều đã giàu rồi. Nếu cái việc mà các bạn kiếm ra tiền nó chỉ đơn giản như vậy thôi ấy, thì tại sao lại còn người nghèo? Các bạn có nhận ra điều đấy không? Vấn đề là gì? Vấn đề là các bạn không nghiêm túc với những gì các bạn làm. Thế nên là các bạn không bao giờ thành công được. Đấy là vấn đề. Đó, mình phải nói thẳng là như vậy. Bởi vì các bạn không bao giờ nghiêm túc làm một cái gì hết. Thế nên các bạn không bao giờ đi đến cuối của một cái gì cả. Đó. Các bạn, nếu những người, nếu các bạn là người như vậy nhá, nếu các bạn đã xem clip này là người như vậy, mình không có ý gì với các bạn cả, ok? Mình chỉ muốn giúp các bạn và mình đang giúp các bạn, nên các bạn hãy cố nghe nốt cái clip này. Ok. Nếu các bạn là những người như vậy, các bạn phải nhìn lại những cái quãng đường các bạn đi. Các bạn đã bao giờ về đích một cái gì đấy chưa? Nghĩa là các bạn đã bao giờ hoàn thành, thực sự hoàn thành, đi đến cuối một cái gì đấy chưa? Các bạn đã bao giờ thực sự đọc hết một quyển sách chưa? Các bạn đã thực sự bao giờ chơi hết một cái game chưa? Đấy, nghĩa là mình những thứ đơn giản thôi. Hoặc là các bạn đã bao giờ đặt ra một cái goal và các bạn làm được hết nó chưa? Nếu câu trả lời ấy là chưa, hoặc là chỉ một vài lần hy hữu trong cuộc đời mọi người ấy, thì nhá, đôi khi nhá, đôi khi chúng ta phải nhìn nhận là những thất bại tới trong cuộc đời chúng ta ấy là do chúng ta. Đôi khi thôi nhá, ok, mình không áp đặt một cái gì ở đây cả, nhưng mà là đôi khi chúng ta nên nghĩ như vậy. Được chưa? Bởi vì có thể một giây phút nào đấy chúng ta trải qua trong cuộc đời. Giả dụ các bạn đôi khi có thể là một người diễn giả diễn thuyết rất là hay. Nhưng làm gì? Nhưng chỉ vì một lần các bạn đi nói chuyện, các bạn đi diễn giả, các bạn gặp một ai đấy chê các bạn chẳng hạn. Xong các bạn nghĩ là thôi bỏ mẹ, mình đéo làm được. Mình thôi, mình thất bại, người ta chê mình, người ta chửi mình. Các bạn phải hiểu là thế giới này có 7 tỷ người. Và chỉ có một người chê các bạn thôi. Mới có một người chê các bạn thôi. Được chưa? Các bạn nhìn ra điều đấy không? Tức là gì? Tức là nếu các bạn tin các bạn làm được, các bạn vẫn cố gắng thử và cố gắng làm nó đến cùng, thì có thể các bạn sẽ ở một nơi nào đấy khác ở nơi bây giờ. Các bạn nhận ra điều đấy không? Đó. Thì đôi khi thôi. Ok, vấn đề nó là do mình, không phải do mình đen. Được chưa? Không phải là mình đi sai cách, vấn đề là mình không chịu đi.
Thật sự đấy là điều mà mình mong là tất cả chúng ta đều nhận ra được. Các bạn ạ, nói nào nhỉ? Thật lòng nhá, mình nếu các bạn thật sự các bạn không biết về gọi là mình từng là ai, mình từng làm người như nào, ABC, nghĩa là mình từng kiểu đi học, mình chỉ đi ngủ thôi các bạn. Mình đứng bét lớp mà, đấy, các bạn đã không tin hôm nào mình tìm cái bảng điểm lớp 12 cho, lớp 11, lớp 12 cho các bạn. Mình đứng bét lớp luôn. Các bạn phải hiểu là đúng kiểu là mình bất cần, mình chẳng làm cái gì, mình chẳng học, mình chẳng làm gì. Mình chỉ đi chơi thôi. Đó. Mình không ngủ, mình không gì hết. Các bạn phải hiểu điều đấy. À, nghĩa là đến lớp mình chỉ ngủ thôi, mình không làm gì hết. Rất nhiều thầy cô giáo ghét mình. Rất nhiều thầy cô giáo cực kỳ ghét mình. Đó. Nghĩa là một ngày mình tới lớp, mình nhìn ấy, người ta ghét mình, các bạn hiểu không? Nhưng mà xong rồi sao? Nếu nhá, nhưng mình luôn có một suy nghĩ là mình sẽ thành công. Đấy, mình chỉ là một thằng không thích học thôi. Nhưng trong đầu mình luôn nghĩ là gì? Mình có thể làm cái này, mình có thể làm kia, mình có thể làm kia. Mình luôn có suy nghĩ đấy ngay từ những giây phút đầu tiên rồi. Thì khi mình đến lớp, người ta còn chửi mình, người ta còn nói mình, người ta có bảo là mày là thằng thế này, mày là thằng thế kia, ABC. Mình đéo quan tâm. Thật, mình không quan tâm. Nếu các bạn biết mình từ cấp 3, ABC, các bạn sẽ biết đấy là câu chuyện thật. Mình không quan tâm. Và mình vẫn tin vào mình. Và mình vẫn làm. Mình vẫn làm tới cùng. Mình làm cho ra kết quả. Bởi vì mình biết là gì? Thứ nhất, mình không còn con đường nào khác cả. Đó. Mình chỉ có một con đường thôi. Nếu bây giờ mình muốn thay đổi, nếu bây giờ mình muốn trở thành một người nào đó khác, mình phải làm một việc gì đó. Và mình phải làm nó cho ra hồn. Vì nếu mình không làm ra hồn, mình sẽ ở đây mãi mãi. Mình sẽ dính ở đây mãi mãi. Mình sẽ làm một thằng như này mãi mãi. Thế nên mình phải làm. Được chưa? Tức là thứ nhất, các bạn phải tin vào các bạn. Phần lớn những người bỏ cuộc là những người không tin vào bản thân mình. Họ không tin họ có thể làm được nữa. Được chưa? Các bạn đừng đổ lỗi cho người khác. Các bạn phải hiểu là gì? Sâu thẳm trong thâm tâm ấy, các bạn biết đấy là do các bạn. Thật. Mẹ, bây giờ các bạn nghĩ đơn giản thôi. Bây giờ các bạn, mẹ vô tình các bạn đang đi, các bạn đang đi xe chẳng hạn, không nói tới việc mà bây giờ có thằng nào đâm thẳng vào các bạn nhé, các bạn đang đi xe chẳng hạn, ABC tự nhiên đi ngáo ngáo ngơ ngơ lách cái chỗ nào đấy, cái tự nhiên ngã xe xoay, tự xoay, đúng không? Do ai? Do đèn à? Đéo phải, do các bạn. Các bạn nhận ra điều đấy không? Đôi khi ra đến công ty nhá, các bạn đến công ty, các bạn nhiều lúc có nhiều người bảo tôi chẳng làm gì tôi vẫn bị ghét. Nếu các bạn không làm gì các bạn cũng vẫn bị ghét đấy, thì thật sự là cái công ty ấy nó bị làm sao, cái thế giới này bị làm sao ấy. Đôi khi ấy, cái việc các bạn không làm gì là các bạn không tự nhận thức được là các bạn đã làm gì. Các bạn hiểu không? Các bạn nhìn ra điều đấy không? Đôi khi cái việc các bạn bảo là tôi không làm gì ấy, nó cũng có nghĩa là gì? Là tôi không nhận thức được tôi đã làm gì mà để người ta đối xử với tôi như vậy. Thì đấy, trong kinh doanh cũng như thế, trong làm khởi nghiệp AMC cũng như thế. Có người nói là gì? Là tôi không làm gì sai cả. Đôi khi là gì? Ôi tôi đen quá. Tôi đã thử tất cả mọi thứ rồi ABC. Nhưng thật ra những cái đấy ấy, cũng có một nghĩa khác. Đôi khi các bạn có thể hiểu, nó là tôi không còn tin vào chính tôi nữa. Được chưa? Tôi không biết mình sai ở đâu cả. Đúng không? Đôi khi là do mình kém. Được chưa? Các bạn phải nhìn nhận nó như vậy. Nếu lúc nào các bạn nghĩ các bạn là biết tuốt rồi, thì các bạn chẳng làm được gì cả. Nếu lúc nào các bạn cũng nghĩ là mình là thần đồng của mẹ thôi, mình chỉ cần làm như này thôi, nó làm 10, mình chỉ cần làm 1 thôi là mình đỉnh rồi. Các bạn không bao giờ làm được một cái gì đâu. Mà kể cả các bạn đỉnh thật nhá, kể cả các bạn đỉnh thật, thì các bạn cũng sẽ không bao giờ phát triển lên được một cái tầm cao nào hẳn hoi cả. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn luôn luôn bỏ cuộc. Các bạn phải hiểu đấy. Kể cả các bạn có thiên phú, giả dụ bây giờ các bạn vẽ tranh, các bạn có thiên phú mẹ luôn, các bạn vẽ đẹp vãi đái, nhưng các bạn không luyện tập mỗi ngày, các bạn cứ vẽ bức, các bạn nghỉ, mẹ nửa năm sau các bạn vẽ lại. Mình đảm bảo với các bạn sẽ không bao giờ thành công được, không bao giờ đến đỉnh của sự nghiệp được. Các bạn nhìn ra điều đấy không? Cuộc đời nó hoạt động như vậy, được chưa? Cơ hội nó cũng như vậy. Khi các bạn thấy được những cái cơ hội mới trong cuộc đời, các bạn sẽ luôn phải đánh đổi. Đánh đổi thời gian, đánh đổi tiền bạc và đánh đổi tri thức. Có những cái cơ hội nó bắt các bạn phải học những thứ mới để các bạn có thể bắt được nó. Đúng chưa? Đó. Thì đấy là những thứ chúng ta phải đánh đổi. Và chúng ta phải sẵn sàng đánh đổi.
Đương nhiên sẽ có những lúc chúng ta đánh đổi rồi chúng ta vẫn thua. Xem ở clip trước nhá, xem clip trước mình up mấy ngày trước. Có những trường hợp chúng ta đánh đổi chúng ta vẫn thua. Đấy là cuộc đời. Có những người đánh đổi tất cả vào một thứ gì đấy, họ vẫn thất bại. Nhưng cũng có những người họ đánh đổi tất cả vào một thứ gì đấy và họ thành công. Đúng không? Thế giới này sẽ luôn có những người thành công và người thất bại. Sẽ luôn có một tỷ lệ như vậy. Hãy chấp nhận điều đó. Được chưa? Đó. Thật, cái việc mà mình nhìn kiểu mình thấy rất là kỳ ấy, là tại sao các bạn nghĩa là nhiều người nhìn cơ hội như kiểu ấy là mẹ là mình phải đưa tiền vào tay người ta ấy. Các bạn hiểu không? Chẳng ai cho tiền vào tay các bạn đâu. Không ai kiếm tiền hộ các bạn đâu. Các bạn nhận ra điều đấy không? Không có ai kiếm tiền hộ các bạn hết. Được chưa? Đó. Nghĩa là không có một ai trong cuộc đời này sẽ kiếm tiền hộ các bạn. Bạn ngồi một chỗ và xong bạn giàu. Cuộc đời này nó không như vậy. Được chưa? Trừ khi các bạn đấy, các bạn lên kể cả những tầm cao nhá, để người ta đi làm cho bạn, bạn cũng phải trả lương cho người ta. Đúng chưa? Đấy thì họ làm cho bạn. Đơn giản là vậy thôi. Các bạn lên được một tầm level cao đấy thì các bạn sẽ dần dần bạn trả lương người khác để các bạn mua thời gian của người khác, để các bạn rảnh hơn. Thì các bạn cũng phải làm những cái mới để các bạn lại lên được những tầm cao mới nữa. Đó. Nhưng các bạn vẫn phải là người tự làm. Các bạn phải tự điều khiển. Đấy, các bạn phải biết quản lý nhân viên như nào. Các bạn phải biết training nhân viên ra sao để họ có thể làm theo đúng ý bạn, làm theo những thứ các bạn muốn. Các bạn sẽ luôn phải làm work luôn ấy, kiểu làm ấy. Các bạn phải hiểu đấy. Clip YouTube này là làm. Đúng không? Mình làm clip để làm gì? Mình muốn cho các bạn những giá trị. Và đổi lại là gì? Là các bạn cũng làm gì? Các bạn cũng like, comment, share, các bạn cũng biết tới mình. Đúng chưa? Nó là làm việc. Đó. Đơn giản đôi khi gọi, họp, điện thoại, nhắn tin, nó cũng là làm việc. Đúng không? Công việc ấy, đôi khi ấy, hãy hiểu nó là như này. Công việc ấy, nó là thứ mà không ai muốn làm. Được chưa? Người ta thường nói là gì? Là bạn yêu công việc ABC. Thế nếu bạn không yêu nó thì sao? Bạn không làm nó nữa. Đúng không? Nếu bạn không yêu công việc của các bạn thì sao? Các bạn không làm nữa. Không phải. Đúng không? Một con người bình thường là gì? Một con người mạnh mẽ là sao? Là ấy, cái công việc ấy, các bạn hiểu, công việc là thứ mà không ai muốn làm. Đấy gọi là việc. Được chưa? Làm việc là việc mà không ai muốn làm. Không ai là muốn là bảo là tôi muốn làm việc cả. Rất ít người trong cuộc đời này. Đúng không? Cái họ muốn là gì? Là kiếm tiền. Đúng không? Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn nhiều tiền hơn ABC. Nhưng mà đấy, đổi lại các bạn phải làm việc. Nhưng đấy là việc không ai muốn, đúng không? Đấy, các bạn thấy cái sự mâu thuẫn ở đây không? Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là có những người ấy, họ hiểu là gì? Là đấy là con đường duy nhất. Là họ phải làm việc. Đó. Thì ai ấy mà trải qua cái con đường ấy mà không ai muốn hơn, có ai muốn mẹ ngày ngồi mẹ 18 tiếng trước màn hình không? Các bạn phải hiểu nha, ngày trước nhá, mình chưa bị cận. Nếu các bạn không biết, bây giờ mình cận 3 độ rưỡi. Ngày trước mình không hề bị cận. Và qua một thời gian nhìn máy tính, có những ngày mẹ đến 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, tới tận bây giờ vẫn có những hôm mẹ 5 giờ sáng. Và rồi bây giờ mình cận 3 độ. Mình lái xe, mình đéo đeo kính, mình đéo nhìn cái gì luôn. Thì các bạn hiểu là mẹ, có những cái thứ ấy không phải là chúng ta thích, các bạn hiểu không? Có những hôm mình vẫn muốn ngủ, kể cả giả dụ dạy học chẳng hạn nhá, dùng những cái ví dụ gần gũi nhá, mà kiểu các bạn ở trên kênh đều biết giả dụ dạy học chẳng hạn. Có những hôm ấy mình không muốn dậy để dạy học, các bạn hiểu không? Đấy, mình không muốn dậy, ngủ dậy để phải dạy học ấy. Các bạn hiểu không? Sẽ có những lúc như vậy, bởi vì đấy là công việc, và công việc là thứ mà không ai muốn làm cả. Còn giải trí chơi game, các bạn thấy đấy, giả dụ các bạn đi chơi thôi, các bạn đi chơi bao lâu các bạn không mệt. Các bạn chơi game, xem YouTube các bạn xem bao lâu các bạn không mệt. Nhưng cứ làm là các bạn mệt. Đúng chưa? Thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây chúng ta phải hiểu được là để mà chúng ta có thể ấy, nắm được những cái cơ hội trong cuộc đời chúng ta phải làm những thứ mà đôi khi chúng ta không thích. Được chưa? Chúng ta phải sống, đôi khi cái giá chúng ta phải đánh đổi ấy, là chúng ta phải sống cái cuộc sống ấy có thể sẽ không thoải mái lắm cho chúng ta, nhưng nó sẽ đánh đổi là tương lai chúng ta có thể sẽ có được cuộc sống chúng ta muốn.
Được chưa? Không bao giờ chắc chắn các bạn sẽ thành công. Nhưng nếu các bạn không làm và không đánh đổi thì tương lai sẽ không bao giờ tới. Ok? Đó, thì đấy là điều mình muốn các bạn nghe nhá. Mình muốn các bạn hãy coi điều này không phải là một cái gì đấy nó gọi là tiêu cực, được chưa? Hãy nhìn nó là như một cái lời tâm sự thôi, được chưa? Lời tâm sự, lời trải lòng. Ok, đấy, mình nói các bạn mình từng như nào ABC. Đấy, thì các bạn, để các bạn thay đổi nhá, để các bạn thay đổi, để các bạn làm cái gì đấy mới, làm một cái gì đấy tốt hơn trong cuộc đời các bạn. Ok, đấy. Vậy thôi. Bye bye mọi người.